Chào bạn, mình là Kiều Oanh, là người quản lý sản phẩm của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Thưa các bạn, như chúng ta đều biết thì hiện nay tỷ lệ những người mà mắc các căn bệnh như là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ hay là xơ vữa động mạch, xơ cứng động mạch, ung thư, thậm chí tử vong thì ngày càng cao. Điều này thì khiến cho rất nhiều người trong số chúng ta cảm thấy là lo lắng. Chính vì vậy mà siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ đã tìm kiếm ra những sản phẩm vô cùng tốt để giúp cho sức khỏe của bạn ngày một dẻo dai hơn cũng như là phòng chống được nhiều căn bệnh. Và trong video ngày hôm nay thì Kiều Anh xin được giới thiệu một trong những giải pháp tối ưu trên thị trường được nhiều người chọn sử dụng hiện nay. Đó chính là sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fine 120 viên đến từ Hàn Quốc như thế này. Vâng, đây là một trong những sản phẩm được chiết xuất từ lá và vỏ của cây thông đỏ, được ép và chưng cất trong vòng 1 tháng với 2,7 kg lá và vỏ của cây thông đỏ cho một viên tinh dầu vô cùng nhỏ thôi ạ. Và theo từ điển Đông y của Hàn Quốc thì sản phẩm tinh dầu thông đỏ này có chứa hơn 5.000 hợp chất trong một viên tinh dầu vô cùng nhỏ. Cũng như là một viên tinh dầu như thế này thì có thể hỗ trợ lên đến 170 vấn đề liên quan về sức khỏe. Chính vì vậy mà sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fine 120 viên này có một số công dụng nhất định vô cùng tốt với sức khỏe của chúng ta, như là hỗ trợ điều trị một số căn bệnh nhất định, chẳng hạn như là loại bỏ cholesterol xấu trong máu của chúng ta, điều trị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ hay là xơ cứng động mạch, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể của chúng ta. Vậy với sản phẩm tinh dầu thông đỏ này thì nó hoạt động như thế nào và những dấu hiệu như thế nào để có thể nhận biết và chọn một sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fine tốt, thì mời các bạn cùng Kiều Anh làm một vài thí nghiệm sau đây để có thể là cung cấp thêm thông tin bổ ích cho các bạn. Vâng, thưa các bạn, như các bạn có thể thấy hiện tại thì Kiều Anh đang có hai chén mỡ lợn. Và cái mỡ lợn này thì nó sẽ tượng trưng cho là những mỡ thừa, cholesterol xấu trong cơ thể của chúng ta. Và bây giờ thì Kiều Anh sẽ làm thí nghiệm mỡ thừa với nước để xem là nước liệu có đánh tan được những cholesterol xấu, những mỡ thừa trong cơ thể của chúng ta không ạ? Đây, bây giờ Kiều Anh sẽ đánh lên ạ. Đây, nó rất là dính như các bạn có thể thấy. Với cái mỡ thừa này nó sẽ tượng trưng cho những cholesterol xấu, những cục mỡ thừa trong cơ thể của chúng ta. Thì như các bạn có thể thấy hiện tại Kiều Anh đây, Kiều Anh đã rót nước vào và làm thí nghiệm. Tuy nhiên thì những cục mỡ này nó không hề tan đi mà thậm chí là nó còn dính lại vào thìa. Và các bạn hãy tưởng tượng rằng nếu như cơ thể của chúng ta, những cục mỡ thừa, ở những cholesterol xấu này nó không tan, không được loại bỏ ra khỏi cơ thể và nó dính vào thành mạch máu, gây nên nhiều căn bệnh nguy hiểm cho chúng ta thì sẽ như thế nào ạ? Đây ạ, nó không hề tan mà rất dính, nó dính vào thìa của Kiều Anh đang thí nghiệm đây ạ. Nó không hề tan một chút nào luôn. Và bây giờ thì Kiều Anh sẽ làm thí nghiệm với chiếc chén này và dùng với tinh dầu thông đỏ Red Fine. Đây ạ, đây chính là sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fine. Bây giờ thì Kiều Anh sẽ cắt một viên tinh dầu thông đỏ này vào để các bạn cùng theo dõi xem với cái mỡ thừa tượng trưng cho cholesterol xấu như thế này thì nó sẽ có tác dụng gì khi tác động với viên tinh dầu thông đỏ. Bây giờ thì Kiều Anh sẽ đánh lên. Hiện tại thì sau khi Kiều Anh bỏ viên tinh dầu thông đỏ này vào thì cái lượng mỡ thừa này thì nó đang dần được đánh tan đi. Đây. Đây ạ, các bạn có thể thấy đúng không ạ? Đây ạ. Lượng mỡ thừa đang bị đánh tan đi rất là nhiều. Và sau khi viên tinh dầu thông đỏ tác động vào như thế này thì lượng mỡ thừa trong cơ thể của chúng ta đã được đánh tan và nó không còn đông như lúc đầu nữa. Và đối với cơ thể của chúng ta khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ nó cũng sẽ tác động như vậy lên cơ thể. Sản phẩm tinh dầu này nó sẽ loại bỏ các lượng mỡ thừa, các lượng cholesterol xấu bám trong lòng mạch máu của chúng ta cũng như là từ đó ngăn chặn được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Đây ạ. Các bạn có thể thấy hiện tại mỡ thừa ở trong chiếc chén này nó đã được đánh tan và được trải đều ra khắp chiếc chén. Đây,
chúng ta có thể so sánh sự khác biệt giữa hai chiếc chén. Một chiếc chén thì chỉ dùng nước và một chiếc chén thì dùng tinh dầu thông đỏ. Và chúng ta thấy sự khác biệt hoàn toàn ở đây. Vâng, thí nghiệm tiếp theo của chúng ta đó là việc sản phẩm tinh dầu thông đỏ Redfine nó làm sạch cơ thể của chúng ta như thế nào. Như các bạn có thể thấy thì hiện tại cạnh Oanh đang có một cốc nước. Và cốc nước này thì sẽ biểu hiện cho việc cơ thể của chúng ta đang không bị nhiễm độc, nghĩa là nước rất là trong đúng không ạ? Đây ạ. Và bây giờ thì Kiều Oanh sẽ nhỏ cái lọ thuốc sát trùng này vào, biểu hiện cho việc là cơ thể của chúng ta bị nhiễm độc tố. Và khi cơ thể của chúng ta nhiễm độc tố thì tinh dầu thông đỏ Redfine nó sẽ tác động lên như thế nào, cũng như là nó sẽ làm sạch cơ thể, loại bỏ những cặn bã này ra khỏi cơ thể của chúng ta như thế nào. Đây, như các bạn có thể thấy, nước nó đang trở nên thành màu vàng thế này ạ. Đây. Với cái này nó sẽ biểu hiện cho việc lá gan của chúng ta hay là cơ thể của chúng ta đang nhiễm quá nhiều độc tố. Chính vì vậy bây giờ Kiều Anh sẽ mở ngay một viên tinh dầu thông đỏ để xem là với cái sản phẩm này nó sẽ loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể của chúng ta như thế nào. Vâng, hiện tại thì Kiều Anh đã cho một viên tinh dầu thông đỏ vào đây. Và bây giờ chúng ta cùng khuấy đều lên. Giống như việc là chúng ta uống tinh dầu thông đỏ rồi thường xuyên chăm luyện tập thể dục thể thao, xem là những cái cặn bã, những cái độc tố này nó sẽ được loại bỏ ra khỏi cơ thể như thế nào các bạn nhé. Đây ạ. Các bạn có thể thấy thì dần dần những cái độc tố này nó đang được dần được loại bỏ ra khỏi cơ thể, cũng như là việc cốc nước này của chúng ta đang trong hơn. Đây, các bạn có thể thấy là hiện tại nước này nó đã trong hơn với lúc đầu rất là nhiều rồi ạ. Và với sản phẩm tinh dầu thông đỏ khi tác động lên cơ thể của chúng ta thì cũng sẽ như thế này. Nghĩa là khi cơ thể của chúng ta đã tiếp nhận quá nhiều độc tố rồi, nó cũng sẽ như cốc nước này vậy. Và khi các bạn sử dụng tinh dầu thông đỏ Redfine tác động lên cơ thể của chúng ta thì khi đó cơ thể của chúng ta sẽ được loại bỏ độc tố cũng như là cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đây, các bạn có thể thấy đúng không ạ? Hiện tại thì nước nó đã trong đi rất là nhiều. Đây ạ. Chúng ta có thể thấy là tinh dầu thông đỏ Redfine nó tác động từ từ lên cốc nước này, cũng giống như là việc nó sẽ tác động lên cơ thể của chúng ta. Và chính vì vậy sản phẩm này được ưa chuộng hàng đầu trên thị trường hiện nay. Đây. Đây ạ. Các bạn hãy nhìn rõ không ạ? Vâng. Hiện tại cốc nước của chúng ta thì đã trong lại như lúc đầu rồi. Và như thế này thì đồng nghĩa với việc là khi chúng ta sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Redfine thì các độc tố trong cơ thể của chúng ta sẽ được loại bỏ ra. Đây ạ. Vâng, thí nghiệm tiếp theo của chúng ta thì Kiều Anh sẽ làm thí nghiệm với việc là về cái miếng xốp như thế này. Các bạn hãy tưởng tượng với cái miếng xốp như thế này, nó tượng trưng cho những cục máu đông trong cơ thể của chúng ta. Khi mạch máu của chúng ta hoạt động bình thường thì máu nó sẽ được lưu thông đến các chi trong cơ thể, điều hòa cũng như là nuôi dưỡng các chi trong cơ thể. Tuy nhiên, khi những hạt xốp này tượng trưng cho những cục máu đông, nó sẽ gây bít tắc các mạch máu lại. Nghĩa là khi đấy máu của chúng ta sẽ không còn được lưu thông tốt nữa, dẫn đến các bệnh như là tai biến mạch máu não, đột quỵ hay thậm chí là nhồi máu cơ tim. Đây ạ. Cốc nước này nó sẽ tượng trưng cho mạch máu của chúng ta. Đây ạ. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem tác dụng, tác động của viên tinh dầu thông đỏ Redfine này nó sẽ giúp làm tan những cái cục máu đông này như thế nào ạ. Bây giờ thì Kiều Anh sẽ bóc một viên tinh dầu thông đỏ Redfine vào trong cốc này. Đây, như các bạn có thể thấy. Đây, Kiều Anh sẽ ngoáy từ từ lên như thế này. Đây ạ. Với việc những cái hạt xốp này nó tượng trưng cho những cục máu đông trong cơ thể của chúng ta thì khi chúng ta sử dụng tinh dầu thông đỏ Redfine và kết hợp với tập luyện thể dục thể thao thì những cục máu đông đấy nó sẽ được đánh tan như thế này. Đây, các bạn thấy rõ đúng không ạ? Hiện tại thì những miếng xốp đấy thì Kiều Anh bỏ vào đã không còn rồi. Và như các bạn biết rằng với một miếng xốp như thế này khi để ở ngoài môi trường thì dù có để đến lên đến là 100 năm thì nó cũng không bị tiêu hủy trừ khi chúng ta đốt. Tuy nhiên thì với sản phẩm tinh dầu thông đỏ từ thiên nhiên như thế này
Đây ạ, nó đã được đánh tan một cách nhanh chóng nhất rồi. Và nó không còn dấu hiệu gì nữa. Kiều Anh sẽ bỏ vào thêm để các bạn có thể là nhìn thấy rõ tác động của sản phẩm này vào những miếng xốp này như thế nào ạ. Đây. Đây ạ. Như các bạn có thể thấy, các miếng xốp này dần dần được đánh tan. Nó biểu hiện cho những cục máu đông trong cơ thể của chúng ta. Khi sử dụng tinh dầu thông đỏ Redfire, nó cũng sẽ tác động như thế này từ từ lên cơ thể, làm cho những cục máu đông đấy biến mất và trả lại cho chúng ta những mạch máu sạch sẽ, không còn bít tắc bởi máu đông nữa. Và cũng tránh được nguy cơ dẫn đến các căn bệnh như là đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Đây, hiện tại nước thì đã rất trong rồi và không còn những cục xốp mà Kiều Anh vừa thả vào nữa. Và khi các bạn sử dụng tinh dầu thông đỏ Redfire trong một thời gian kết hợp với việc là tập luyện thể dục thể thao thì kết quả nó cũng sẽ như thế này. Thưa các bạn, với 3 thí nghiệm mà Kiều Anh vừa làm trên đây thì hẳn các bạn đã thấy rõ được chất lượng của viên tinh dầu thông đỏ Redfire ra sao, cũng như là cơ chế tác động của sản phẩm này lên cơ thể của chúng ta như thế nào rồi đúng không ạ? Chỉ với một sản phẩm tinh dầu thông đỏ Redfire như thế này thôi, nó đã hỗ trợ chữa trị được rất nhiều vấn đề liên quan với sức khỏe cho chúng ta, cũng như là loại bỏ các độc tố, các cholesterol xấu, các cục máu đông ra khỏi ngoài cơ thể của chúng ta. Và nếu như bạn muốn có một sức khỏe tốt đẹp, muốn có một sức khỏe dẻo dai, phòng chống được nhiều căn bệnh, điều trị hiệu quả được nhiều căn bệnh, thì hãy sử dụng ngay sản phẩm tinh dầu thông đỏ Redfire trong hôm nay để có được một sức khỏe như ý muốn. Và Korea Shop 24 giờ là một trong những địa chỉ uy tín để các bạn có thể là đặt niềm tin khi mua sản phẩm tại đây. Korea Shop 24 giờ với tiêu chí chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc.